Chào các bác nhé, là em Thành Auto thì có nhiều bác khách hàng thắc mắc em là không biết là chiếc VinFast Fadil màu cam với lại màu đỏ nó sẽ khác nhau như thế nào để mà lựa chọn. Thì hôm nay nhân tiện ở trong showroom của chúng em đang có sẵn hai chiếc VinFast Fadil bản tiêu chuẩn màu cam và màu đỏ, thì em sẽ cho các bác xem qua cái màu nó khác biệt như thế nào nhá. Và bây giờ em sẽ lật lại cái màn hình để cho các bác xem qua. Vâng, thưa các bác, thì ngay trước màn hình của các bác đây là chiếc VinFast Fadil, hai chiếc VinFast Fadil bản tiêu chuẩn màu cam và màu đỏ đang có mặt tại showroom VinFast Hải Dương chúng em. Thế thì ở đây em sẽ đi trước vào VinFast Fadil màu đỏ trước các bác nhá. Thế thì như các bác nhìn thấy đây là chiếc VinFast Fadil màu đỏ này, thì nó sẽ có cái màu đỏ nó hơi đậm màu một chút, hay còn gọi là màu đỏ đô, màu đỏ sẫm màu, màu đỏ đô. Đấy, các nhìn nhá, nó sẽ là màu đỏ đô như thế này. Đấy, cũng rất là đẹp đúng không ạ? Màu đỏ này nó đỏ mận chín rất là đẹp. Đấy, đỏ đô, đỏ bóc đô đấy ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, thế còn ngay bên đây là chiếc VinFast Fadil bản tiêu chuẩn màu cam. Cái màu cam thì các bác nhìn nhá, nó cũng không hẳn là màu cam hẳn, nó cũng không phải là màu cam hẳn nhá. Đấy, nhưng nó cũng không phải là màu đỏ cờ đâu ạ. Đấy, thế thì màu cam này nó giống như kiểu cam đất đấy ạ, giống như kiểu màu cam đất đấy ạ. Đấy, cũng rất là đẹp, rất là đẹp, hai màu này đều rất là đẹp và rất là hợp cho các bác nào mệnh hỏa. Đây nhá, cho các bác có sự so sánh này, cho các bác có sự so sánh này. Đấy, các bác nhìn nhá, hai màu nó khác biệt nhau hoàn toàn luôn nhá, chứ không phải là giống nhau đâu ạ, nhưng mà nó lại đều rất là hợp cho các bác nào mệnh hỏa hay mệnh thổ để đi những cái chiếc xe này. Đấy, màu cam thì cũng là màu của mệnh hỏa, mà màu đỏ kia cũng là màu của mệnh hỏa, mà hỏa sinh thổ, thì tức là những ai chủ nhân là người mệnh hỏa hay người mệnh thổ thì đều rất là hợp với lại hai cái màu xe này. Nên là các bác đừng lăn tăn về cái việc chọn màu, quan trọng là chúng ta thích màu nào là chúng ta chuyển màu đấy thôi ạ. Đấy, thì nay em đã giải thích cho các bác chi tiết tường tận là cái màu này nó khác nhau như thế nào nhá. Đứng đặt hai con cạnh bên nhau thì các bác mới sẽ thấy được cái sự khác biệt này. Đấy, đấy, các bác nhìn thấy sự khác biệt chưa ạ? Đấy, màu cam thì nó giống như cái màu cam đất, còn màu đỏ kia thì nó đỏ đậm chứ không phải màu đỏ tươi các bác nhá. Thế thì các bác cũng đã nhận ra được cái sự khác biệt giữa những chiếc VinFast Fadil bản màu cam với lại màu đỏ rồi đúng không ạ? Thế thì để mà chúng ta có được cái sự lựa chọn màu đúng đắn và sáng suốt nhất thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em Thành Auto để được đặt xe cũng như là để tư vấn về chọn màu theo cái số điện thoại là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn, gửi cho các bác những cái hình ảnh thông tin chi tiết về những chiếc xe màu này, và cũng tư vấn luôn cho các bác về những cái chính sách hỗ trợ ưu đãi cho từng phiên bản của những chiếc VinFast Fadil. Vâng, em Thành Âu Thu, chuyên là nhân viên bán hàng tại VinFast Hải Dương. Mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ với em. Còn bây giờ em xin phép là chào và hẹn gặp lại trong tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.